nè quý vị ơi, chiếc ghe đánh lưới này mắc cạn rồi. Bên kia không quẹo, quẹo bên đây. Xin chào quý khán giả, hôm nay là ngày 12 tháng 1 năm 2024 âm lịch. Từ siêu thấy hình như là chiếc tàu cái đang chạy ra khơi nè, hôm nay chạy xuất hành quốc mới luôn. Che xà lan à, chiếc này tàu cái nha. Sàn khô của ảnh thì xài là ống cảm đắp keo, cẩu thì ba chân. Ghe dáng đẹp quý vị ơi, Kiên Giang 94267TS, open up nhiều lắm nha. Này ông chủ không có sơn lại, xa là Vicuro. Phía bên trong cũng có cái lô bả nữa đó. Hàng xịn nha quý vị, chiếc này là hàng chất lượng nha, thấy gì đó. Cabin là bên trong á, tài công đứng luôn. Phía trên đó là làm cái chỗ mà để thông gió đó, cái ống đó đó, thông gió xuống hầm máy cho nó mát. Cây chất lượng. Đòn ghe này mình biết nha, chủ ghe rất là cưng ghe, kỹ. Ồ, gắn camera sau luôn kìa. Wow, chạy dữ gì ta. Phía sau là chiếc đực của nó đó nha. Ồ, chạy kìa, chạy thấy thương không. Wow, chiếc này người đánh lưới nè. Lưới nha quý vị, quá chạy rồi. Ngang 3 mét mấy. Có lên bè nữa nghe. Lên anh ơi, lên. Tiếng máy Mitsubishi S6R Kiên Giang 1755TS, đời cũ rồi. Ồ, xa để giữa ghe, giữa phần bon. Chiếc này bề ngang 5 mét mấy. Quá kéo rồi, quá kéo rồi. Lên anh ơi, lên, lên. Kéo gì mới đã chứ. Ghe đánh lưới. Lưới cá nha. Cái vàng ben bên đó là để lên lưới đó. Đi tổng cộng hình như là mình thấy khoảng 8-9 người. Cái anh đó anh đang thả lưới, vỏ lại. Rồi mắc cạn nó vậy. Rồi chiếc ghe đánh lưới mắc cạn rồi, đang bườn ra kìa. Chạy bên kia không chạy nha, chạy bên đây. Thử máy lên ơi. Rồi mắc cạn rồi quý vị ơi, chiếc ghe đánh lưới này mắc cạn rồi. Bên kia không quẹo, quẹo bên đây. Rồi để xem coi tình hình như thế nào nữa nha. Wow,
Wow. Lên ga mình mạnh đi. Thử máy luôn. Thủ ba chân. Mấy chiếc này giờ là cây sao chất lượng lắm đó. Kéo kìa. Quá kéo rồi. Chiếc cái nó chạy trước rồi đó. Hôm nay là chạy cũng mấy chục cặp nha. Bường cạn, bường cạn. Hết đi luôn rồi. Chiếc này bề ngang có 3 mét mấy thôi nha quý vị. Chạy ra được rồi đó, từ từ, từ từ. Bên đó cái anh đó chạy vô lại bổ lưới đó. Mất cạn rồi quý vị ơi. Quá trời, ảnh gom đồ vô rồi sợ khói dính vô đồ. Này phải chờ nước lớn quá. Hết nhúc nhích. Cái này chân dịch nó có 1 mét mấy thôi mà. Đáng chờ ha. Siêu phẩm quý vị ơi, chiếc này là siêu phẩm nha. Đoàn ghe này hôm nay chạy bữa 12. Chiếc này chiếc cái Kiên Trang 93969TS, hàng chất lượng. Trụ hàng hải, khẩu ba chân, sàn khô ống kẽm, xa ben thị lực, cabin là cabin đứng bên trong đó nha, của phòng tài công đó. Ngang 6 mét mấy. Nhìn chiếc kia đã quá, 10 mấy tỷ đó quý vị ơi. Giá trị hiện giờ đóng mới là 10 mấy tỷ đó. Trời ơi, mê quá ha. Dáng đẹp quý vị ơi. Ê, qua đây nè anh ơi. Qua kia nguy hiểm lắm. Mắc cạn. Bường nữa rồi. Bường nữa. Khói mù mịt. Này chắc nằm chờ nước lớn quá. Anh nói là bây giờ còn dính cạn ở dưới khúc đó. Nằm chờ quý vị ơi. Gán quay quay vòng đi. Đi rồi đó, đi rồi đó, đi rồi đó. Đi rồi, đi rồi, đi rồi.
đi rồi, gắn bường qua khúc này. Nó qua được rồi đó, qua được rồi đó. Ở đó nó có một cục cồn á. Này là ỷ y ha, ỷ y mình nhỏ không dính. Đó, giờ im rồi đó, được rồi đó. Ở Pinoc thấy thương không? Ông chủ đoàn ghe này ổng cưng ghe dữ lắm. Biết bao nhiêu tiền của mà nói với vậy. Tiền công mà làm chiếc ghe này á, thật sự bây giờ mà nói là hơn 1 tỷ tiền công đó. Công thợ mộc, rồi công thợ keo, công thợ cơ khí, công thợ máy, rồi công thợ điện. Đủ thứ chuyện ha. Chiếc vỏ đó là chiếc vỏ chở vịt đó, chở vịt chạy đồng đó. Bộ lưỡi inox luôn nghe quý vị. Tiếng máy Mitsubishi S6R đó. Mà không biết bao nhiêu mã lực thôi. Này chạy hộp số là 14 đến 16 tua. Bữa nay mấy con chim nó bay kim cá nữa rồi đó. Bò cua ha. Miệng cào đó là miệng cào lết đó nghe quý vị. Giờ phải chạy qua đó đó mới thoát khỏi. Chút xíu nữa nghe lạch rồi. Giờ khỏe rồi đó, thấy không? Im rồi đó. Ồ, anh bộ lưới kìa. Thì hên xui nha. Vô được gì vô, dính được gì dính. Rồi, im. Phải á. Này lưới cá nha quý vị, mà không biết cái gì thôi. Nhiều loại lưới lắm. Không biết có ai đi ngày này không. Nếu mà đi ngày này thì bình luận vô nha. Giờ sức khỏe đó. Thể loại tàu cá này có nhiều thứ để nói lắm. Xài đồ như thế nào, đủ thứ chuyện trên đời hết trơn quý vị ơi. Muốn bắt con cá con mực lên là phải trải qua nhiều cái quá trình lắm. Từ con người đến trang thiết bị, ghe, giấy tờ, hợp lệ. Giờ chạy ra biên phòng trình trạm nha. Chiếc này tàu cái quý vị ơi, Kiên Giang 95770TS. Đời mới. Opinox kìa, thấy không? Một mắng neo 1600 mấy á. Dáng đẹp nha.
đang chứa nước đá khẩm. Giăng mai lạnh, bộ lưỡi inox, sàn khô 4 chân. Cẩu này theo mình thấy nó cũng hơi thấp nha quý vị nha. Cao lên chút xíu nữa là đẹp nữa. Giờ người ta xài xa là xa đôi nhiều, xa đơn giờ ở Kiên Giang mình á, là mấy người làm đầu á thì xài, bây giờ xài xa đôi không à, đời mới giờ. Đây chiếc đực của nó đây, ngang 5 mét mấy, chiếc này đực nha, lúc trước làm cái đó. Kiên Giang 94581TS. Ga này hình như là mới gắn nè, thấy mới chát à. Xa đơn à, xa đơn như cái gì. Wow, trời ơi, inox phía sau nữa kìa. Ra biên phòng trình trạm rồi mấy anh bộ lưới mấy anh đuối à, ghe chạy suốt kìa đó. Ồ, lưới xù quý vị ơi, lưới xù phía sau á là hình như tàu cái đó, chính là lưới xù nha. Mẫu này đầy cũ rồi, lên be. Đó, chiếc đực đó, chiếc đực đó, chiếc cai chạy phía trước. Ồ, mẫu đời mới luôn, chiếc cai này đẹp quá, cẩu cao nè, cẩu này đồng thanh đồng thủ nha. Ồ, có vẻ hai cá ngựa phía trước nữa kìa. Hai cá ngựa đó chắc cũ rồi, chưa có vẽ lại được nữa. Kiên Giang 95495TS, 6 mét mấy về ngang, dáng đẹp quá. Cabin mà làm lan can trên đó nữa là mới mê nữa ha. Đẹp đẹp. Bữa nay 12 chạy cũng mấy chục cặp. Chiếc này còn xài lô bả quý vị ơi, còn xài lô bả. Ngang là từ khoảng 6 mét rưỡi đổ lên đó, chiếc này 6m3, 6m rưỡi. Dài thì 26, 27 mét. Chiếc đực này 5 mét mấy về ngang à, 5 mét 8 có. Quá trái đồn rồi. Kiên Giang 94897TS. Bởi vì chủ ghe họ thường là nhầm người, họ không chạy theo thời đại đâu, cứ là xài bình thường ha, lô bả thôi. Nhầm người ta xài xa, lên cào thì nó mau, còn cái chi phí nó nặng lắm.
cua qua đó. Mình thì thể loại ghe cào này mình mê cực kỳ. Nhìn ghe người ta như thế nào thế nào, làm đồ làm đạc, dáng dốc. Kiên Giang thì có hai loại chân vịt, một loại thì 5 cánh, loại 4 cánh. Mà 4 cánh bây giờ người ta chuộng nhiều hơn 5 cánh nha. Bo cua. Tiếng máy của Mitsubishi S6R đó. Lên. Rồi đó. Bữa 11 không có chạy gì nữa. Mà mình nữa thì bằng công việc mình không có quay được. Mười hai nay chạy nhiều nha. Quay bữa nay xong là về là mình khỏe đó, mình làm clip rồi. Chiếc này tàu cái quý vị ơi. Tàu cái Kiên Giang 94303 TS ốp bụi lô inox, thấy không, nhìn đã ốp lỗ tai này nọ các kiểu, quá trời mê. Xa này hình như mới làm nè. Chiếc cái chắc trung đoàn hồi nãy đó. Ghe này 10 năm nữa, độ hiếm nó càng ngày càng cao, quý hiếm lắm. Giờ nhà nước đâu cho đóng nữa đâu. Rồi ghe càng ngày càng giảm, đủ thứ chuyện nói hết trơn. Cái này ngang 6 mét mấy nha. Bo cua, bo lưỡi inox. Cái chữ A treo qua ghẻ phía trước đó, nói chung là giờ ít ai xài lắm. Người ta làm thể loại mà gắn ở trên phần ếch neo luôn, gọi ghẻ đi gắn trên đó luôn. Nghĩ là xài gọi ghẻ treo đa số, nhìn nó vướng bận lắm. Anh đi gì đó khoảng là tháng 12 là cuối năm á, mình vào tùy theo á, có nhiều người chủ ghe họ đậu ở sông Đốc, đậu ở Gạch Góc, nhiều người đi Vũng Tàu, tùy theo giờ phương tiện di chuyển nó dễ. Đây chiếc đực của nó nha, đời mới Kiên Giang 95391 TS, mẫu đời mới, ngang cũng 5m6, 5m8 có. Đẹp ha.
dáng này khỏi chê. Xa vậy nè, xa dây Kuro. Dáng đẹp. Chân vịt mà nó đạp quặng quặng nước gì đó, lực nó mạnh lắm nghe quý vị. Bò cua. Mấy mẫu đóng sau này mới mới kiều đẹp quá. Lửa inox cabin 2 tầng nè. Cẩu cao vừa phải. Tăng tốc rồi đó. Sau này sàn khô là người ta ít xài cây lắm nghe quý vị. Cây này giờ mắc tiền lắm. Tiền công thợ mộc cũng cao nữa. Cho nên là thời thế đổi thay người ta xài ống kẽm. Nói chung là từ sư hiểu được gì thì mình sẽ cố gắng giải thích cho quý vị nghe. Quý vị nhớ đăng ký kênh, bấm cái chuông nha. Để khi từ sư đăng clip lên quý vị sẽ nhận được thông báo liền. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chiếc trước là tàu cái, chiếc sau là đực. Cẩu cao đẹp quá. Dáng này đẹp. Nói chung là lấy nước đá chưa có nhiều. Nếu mà lấy thêm nữa nó khẩm á, nhìn nó phê hơn. Kiên Giang 93369TS. Wow, trời, sàn khô thì làm bằng ống kẽm luôn. Ngang cũng 6 mét mấy nè. Xa đơn. Thấy mũi lô ốp không? Ốp vậy đó, khi mà mình cuộc dây cuộc cổ gì đó nó không có mòn vô cái mũi lô, bảo vệ cho đẹp mà. Sàn khô thì ống kẽm nó lắp keo. Thời đại giờ người ta chơi gì không đúng quý vị ơi, có làm lăng can luôn thấy không? Xa dây cua ro. Thấy vậy đó cũng rẻ. Xài vài năm cái mình có thể thay rồi bán sắc dụng. Nếu mà xài cây thì nó cũng lâu nhưng mà cái nó mắc tiền đó quý vị. Mắc tiền. Chiếc này chiếc đực của nó nè. Ngang 5 mét mấy, mẫu đầy cũ. Mẫu này là cây chất lượng đó, cây sao đó. Xa đơn để giữa bon luôn. Một lưỡi inox. Phía sau là tàu cái nha. Phía sau tàu cái. Đời cũ rồi. Chứ này chiếc cái nha quý vị. Ngang 5 mét mấy à. Lên. Ghe bây giờ đó, mỗi người bạn vậy đó cho mượn là 20 triệu nha. Đi 3 tháng vô. Lết bay. Nếu mà lính ruột thì 25-30. Lên. Kéo à, kéo à. Ừ kéo gì mới đã chứ.
ở đây là ngã tư á, cho nên là ghe bầu á chạy qua chạy lại liên tục. Qua mặt luôn anh ơi, qua mặt luôn. Cũng dữ lắm mà ốp inox kìa. Mấy mẫu này thì cái lái nó tấm không quý vị. Ồ, còn xài lô thùng luôn nha. Còn xài lô thùng. Quá trời. Trình trạm biên phòng trước mà. Lô thùng cuốn cát. Thấy gì đó, chất lượng lắm đó, cây cối này nọ. Ghe mà nhìn còn Trần Hải là biết cây cái sao sến này. Chiếc đực của nó phía sau rồi nè. Đây chiếc đực của nó nha. Cũng 5 mét mấy bề ngang luôn. Kiên Giang 93382TS. Thấy cũ cũ gì đó. Làm tiền dữ lắm nha. Chưa chắc ai hơn ai đâu. Cuối năm mới biết. Cuối năm là tính sổ mới biết nha quý vị. Cuộc chơi là còn dài. 11 tháng mà. Chạy gì mới đã chứ. Hiện giờ chạy về cũng khoảng 7-8 lý á. Quá trời kéo sóng kìa. Mình thấy là mỗi năm Kiên Giang tính ra là biết bao nhiêu tiền của mà nói đúng không? Bên cái ngành hậu cần kiếm được rất là nhiều tiền đó quý vị. Tiêu thụ dầu, ngư lưới cụ, bọc, nước đá, cây cối, keo, composite. Rồi nói chung là nó kéo theo một cái chuỗi cung ứng. Quá trời, một chiếc ghe. Ồ, cặp này nhỏ rồi quý vị. Chiếc này chiếc đực nè. Đó, phía sau chiếc cái mới sơn lại. Cái này chắc cào mé mé đây quá, cào bay quá. Kiên Giang 1593TS. Thủy sản đó, TS thủy sản đó. Chiếc cái phía sau. Đây cái của nó nha. Kiên Giang 1395TS. Cũng 5 mét mấy bề ngang à. Mấy chiếc này nhỏ nhỏ. Cào mé mé ở đây. Tôi chơi mấy đời cũ thì cây chất lượng. Thời đại bây giờ cặp ghe nói chung là cái giá trị của nó thì theo mỗi người suy nghĩ nha. Chứ mình nghĩ mỗi năm nó đi kiếm tiền về cho chủ á, giá thấp thì cũng 1 tỷ 2 tỷ nó tiền chia cho chủ á. Còn mà tiền bạn thì chưa tính ha. Này mới sơn lại phần thân à. Cabin. Wow,
siêu phẩm. Chiếc này chiếc cái nè, Kiên Giang 93638TS, siêu phẩm nha quý vị, hàng chất lượng đó. Còn ghe này là mình biết hàng chất lượng không à, xài xa bên thủy lực. Cẩu thì có hai chân, nhiều ông chủ thiết kế lạ lạ gì nè, xài là sắt hết, sắt lắp keo. Đực nha. Chiếc này là không có xài ách neo, xài cái măng neo à. Nhiều thứ nó cắt gọt bớt, đỡ tung cây, đỡ vướng bận. Cẩu thì ba chân, xa thì xa đơn. Kiên Giang 90807TS, xa Zikoro. Cái ống nó để lòn gió vô hầm máy đó. Nhà mông là xài hai ống luôn. Im quá ha. Dán này đời cũ à. Xà lan che luôn. Ghe này là ốp inox cũng nhiều lắm nghe quý vị. Đợt này bề ngang 5 mét mấy, cái bề ngang thì 6 mét mấy. Quá hay ha. Thiết kế nhiều cái là lạ không à quý vị ơi, đủ thứ chuyện trên đời hết trơn á. Cho nên là Thường Siêu thích quay những cái thể loại này lắm. Mười mấy tỷ đó quý vị, giờ đóng mới á, nhìn lạnh xương sống quá. Hàng chất lượng có khác. Ồ, kéo rồi đó, kéo rồi đó. Ủa ghe sao đậu đậu đây rồi? Chiếc này sao đậu đây rồi? Lại là siêu phẩm nữa nha. Chiếc cái đầu ghe này xài cẩu thì có hai chân thôi, còn mấy kia dây thì chịu vô trong trụ cabin. Kiên Giang 90808TS. Thấy ốp inox không? Thấy sợ chưa? Chiếc này không có làm trượt nước. Xa đơn. Cabin là phòng tài công á, đứng luôn nghe quý vị. Ngang 6 mét mấy. Bén ngót, mũi lồ. Xa dịch cro. Wow. Này là đi đi cào, hình như là cào sò đó quý vị ơi.
cầu sò loại lớn nè, cầu sò, cầu hến, cầu ghẹ, nó muốn cào gì cào. À, thấy miệng cào đó không, miệng cào bự nghe quý vị. Chiếc này lái chiếc dán, nó dán Thái đó, dán Thái Lan. Chiếc này cabin là trong phòng thời công là VIP lắm. Nói chung là tùy theo chủ ghe họ yêu thích cái món nào thì người ta sẽ thiết kế chiếc ghe của người ta như vậy. Mỗi người thì mỗi ý ha. Bởi vì từ siêu thích lắm, coi ghe người ta làm như thế nào, thế nào mình học được cái gì mình học ha. Chạy tới đó rồi đó. Ra đây mà mấy anh chạy nhanh nhanh á, coi mới đã. Cái gọi ghẻ chỗ mà lên dây kình nó bự ra. Nhìn lực lượng cũng đáng học hỏi. Cái mũi lô đó quý vị, ngồi ghẻ đó. Wow, siêu phẩm tàu cái, hình như là mới lấy đá xong nè. Dáng đẹp quá quý vị ơi. Cầu cao, mới lấy đá xong nha. Nãy thấy nằm ở hãng đá. Quá đẹp rồi, quá đẹp. Trời ơi, Kiên Giang 94904TS, 1600 mét mấy, dài 27-28 mét, cabin 3 tầng làm lan can nữa. Trời, nó ngầu kìa. Cabin mà làm lan can ngầu lắm mấy vị ơi. Nhìn nó chúi chúi xuống nhìn nó đã. Nó góc độ xéo xéo này nè, nhìn đi. Cái phần bổ trâu cục dây để phía bên ngoài nữa. Cái độn quá ha. Một mắng neo. Đẹp quá đẹp mà. Nhìn góc độ xéo này nè. Trời trời. Mê. Xa đôi nữa. Này 6,5 mét có. Ở 28 mét. Ồ, lớn. Nhỏ quá. Không biết chạy máy gì. Có ai biết bình luận vô nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Giờ chạy về bến rồi. Ờ,
mới kéo gì mới đã chứ. Mê ha. Ghe khẩm mà nó chạy nó kéo quá trời ơi, đời tới luôn thấy không. Quá 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 kéo sóng rồi quý vị ơi. Quá kéo sóng rồi. Mấy anh kéo lưới. Tết là năm nào cũng gì, tùy theo đoàn ghe ha. Ta chạy bữa mùng 4 có, mùng 5, mùng 6, mùng 8, mùng 9, mùng 10, 11 cũng có nữa, 12. Bữa nay là ngày 12 nha quý vị. Ngày 12 tháng 1 năm 2024 âm lịch. Về bến rồi đó. Đẹp quá. Nó ghe nó khẩm là vậy đó. Người ghe nó không khẩm, mũi nó cao dữ dằn lắm. Gán từ đây tới chiều coi còn cái gì để quay nhiều nhiều không. Nghe nó chạy mấy chục cặp lận mà. Mà đi đường bên kia đó nha. Mà mình khoái đứng đây hơn, tại nó rộng đẹp quay hơn. Ồ, ghe này là thu mua. Thu mua. Kiên Giang 92617TS. Thu mua khơi. Dàn mát ống kẽm luôn. Chiếc 44 này chiếc đực nha. Chiếc đực, chiếc đực. Trung đoàn hồi nãy Kiên Giang 90044TS số cặp đẹp mà mẫu đi cũ à. Cẩu thì tổng cộng có 4 chân luôn. Làm cái kiểu này phần máng neo á, để có con cây à, không có xài ách neo. Xa thì xa đơn. Quá trời cuốn cáp trọng rồi kìa. Năm mét mấy bề ngang. Đoàn ghe này chất lượng nha. Mình biết đoàn ghe này. Mitsubishi A6R. Bò cua.